Chào mừng các em đến với tiết học âm nhạc ngày hôm nay. Cô trò chúng ta hôm nay sẽ cùng tìm hiểu tiết 2 của chương trình, đó là ôn hát mùa khai trường và nhạc cụ. Cô mời các em cùng ghi bài nhé. Các em luyện thanh theo mẫu âm sau đây. Mi 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 ma 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 hai. Các em ơi, ở tiết trước cô trò chúng ta đã học cách gõ đệm bài hát mùa khai trường bằng thanh phách hoặc vỗ tay. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại mẫu âm hình tiết tấu đó nhé. Chúng ta cùng ôn hát lại bài mùa khai trường kết hợp với gõ phách đã học ở tuần trước nhé. Bạn nào nhắc lại cho cô nội dung bài hát là gì nào? Bài hát thể hiện niềm hân hoan của các em học sinh khi bước vào năm học mới. Từ đó, chúng ta càng thêm yêu trường, yêu lớp, biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp hơn. Cô chờ chúng ta cùng bước sang phần thứ hai, nhạc cụ và một số âm hình tiết tấu. Như vậy, nhạc cụ là gì nào? Nhạc cụ là dụng cụ được dùng để biểu diễn âm nhạc như đàn piano, organ, trống, guitar, v.v. Và để biểu diễn được nhạc cụ, điều đầu tiên các em phải nắm vững được cách đọc tiết tấu và gõ tiết tấu. Cô sẽ giới thiệu với các em một số hình ảnh
mẫu âm hình tiết tấu cơ bản của nhịp 2-4. Mỗi một bài hát sẽ có các loại âm hình tiết tấu khác nhau tùy theo người viết nhạc. Chúng ta cùng quan sát một số mẫu âm hình tiết tấu và chúng ta sẽ thấy không có mẫu âm hình tiết tấu nào giống nhau cả. Khi viết âm hình tiết tấu, chúng ta sử dụng trường độ các nốt nhạc, ví dụ như hình nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn để viết chứ không dùng đến cao độ. Cô mời các em cùng đọc tiết tấu theo phương pháp Cordeli. Ở phương pháp Cordeli này, nốt đen chúng ta sẽ đọc là âm ta. Nốt móc đơn chúng ta sẽ đọc là âm ti. Và hình nốt trắng chúng ta sẽ đọc là ta a. Chúng ta cùng đọc mẫu tiết tấu a. Ta lặng ta ta. Mẫu tiết tấu b. Ta ta ti ti ta. Mẫu tiết tấu tiếp theo. Ta a ta a ta 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 a. Và mẫu tiết tấu cuối cùng. Ta 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 a. Ti 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 ta a. Cô xin giới thiệu với các em thêm một phương pháp biểu diễn nghệ thuật tạo nên cái âm thanh bằng sự tương tác của các bộ phận cơ thể, còn gọi đó là bộ gõ cơ thể (body percussion). Bộ gõ cơ thể dựa trên âm thanh được tạo ra từ 5 động tác cơ bản trên cơ thể theo thứ tự như sau: 1. Búng ngón tay, bao gồm tay trái, tay phải hoặc cả hai. Âm thanh phát ra bởi tác động của các ngón tay khi chụm vào nhau, búng và tạo ra âm thanh. 2. Vỗ ngực, âm thanh phát ra bởi tác động của lòng bàn tay vào vòng ngực trái và phải tạo ra âm thanh. 3. Vỗ tay, âm thanh phát ra bởi sự tác động của hai tay chạm vào lòng bàn tay để tạo ra âm thanh. 4. Vỗ đùi, bao gồm chân trái, chân phải hoặc cả hai. Âm thanh phát ra bởi sự tác động một lực từ tay vào vùng đầu gối ở chân và tạo ra âm thanh. 5. Dậm chân, bao gồm chân trái, chân phải hoặc cả hai. Âm thanh phát ra bởi sự tác động của một lực từ chân vào ngồi phát ra âm thanh. Mặt sàn gỗ, mặt sàn gạch tạo ra những sự cộng hưởng âm thanh khác nhau. Ngoài ra còn có các tác động tạo ra âm thanh khác như chà sát lòng bàn tay, vân vân. Và dưới đây các em cùng tham khảo một số hình của bộ gõ cơ thể. Cô mời các em cùng tập hát bài hát bằng hình thức biểu diễn động tác cơ thể body percussion. Đoạn 1, từ mùa thu sang đến trên vai, chúng ta sẽ vỗ đùi và vỗ tay. Từ vua tới lớp đến ông mặt trời, chúng ta sẽ vỗ tay và búng tay. Đoạn 2, từ tùng 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 đến hết bài, các em sẽ vỗ đùi phải, vỗ đùi trái và đùi phải. Vỗ tay nghiêng về bên phải và vỗ tay nghiêng về bên trái. Học của cô chờ chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em luyện hát lại bài Mùa khai trường
kết hợp biểu diễn động tác cơ thể theo video clip mẫu. Em nào tập xong, nhường nhuyễn, có thể quay video gửi qua địa chỉ mail cho cô để cô lấy điểm. Em nào chưa kịp chép lời ca bài mùa khai trường thì chép bổ sung ở tiết 1. Ở tiết 2 các em chép tựa đề bài học và vẽ một số âm hình tiết tấu vào tập. Chúng ta chuẩn bị tiết tiếp theo là tiết 3, nhạc lý những thuộc tính của âm thanh và tập tổng nhạc số 1. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.